Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video gửi để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé. Kết tại video đi chưa? Chưa. Đây ạ. Đây rồi em đấy chưa mà không lắm ở đấy. Rất chặt tải gì? Tải chưa? Chưa, vẫn là gì đấy, em có để gì đấy mà. Và nó lâu cũng chưa, em về để đấy bảo tải đi. Nó đã tải rồi. Nó mua láo gì, cũng tải đi. Tải làm cái đeo gì? Cung bướm xây, bướm bướm xây, bướm bướm xây. Vậy là mình đã đi tô màu xong các bạn ạ. Tập thế thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn. Mấy cái gì? Lấy cái gì? Lấy tại đây, tại đây. Cái bộ này sáng đấy. Bộ này mang sáng đấy. Em màn đi. Rồi đang bảo mua hộ sạc rồi. Mẹ ơi. Mang cái sạc nhỉ? Mẹ ơi. Đừng mặc dạy em sạc. Sạc này giống của chị đi hấp. Mẹ ơi. Con mẹ mua hộ chị hỏi nữa. Cái kia hỏi bồ câu mạng điểm quá. Cái gì? Mua hộ chị mua sạc. Mua dây. Chạy biết hỏng dây hỏng cổ. Mẹ ơi. Đừng làm gì hả chị hả quá. Đừng làm gì hả chị cứ mất bà rồi. Làm một cáo cơ. Nhiều tầm thì công mà cho chạy cái bà Quang sẽ cho luôn bây giờ luôn ra nó bảo là chả biết học phụ hay học học sản hay gì nhất chứ mày bảo hóng rơi thế thì hóng rơi như mày nó nói cái này không học rơi này mình cái dây kia hỏng hôm qua nó cắm nó không được ba cái rồi mà chứ bảo mang ba cái kia ra đi chết em biết nói cái im 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 nó đi vào nhà quý rồi. Quay mấy kia rồi tầm 10 phút nữa 5 phút nữa chạy lên xem nó xong chưa nó chạy hết cái dòng phù mẫu đó thì rút ra xóa cho lấy kệ nó kệ
đấy, hôm trước so lên trên nhà mà thấy nó chạy hết cái dòng cua mối thì thôi, thì cút ra khóa cửa. Bảo què cái máy này không què. Què cái máy Samsung, cái máy Note này nè. Nó lên pin lâu. Ừ. Lên pin lâu. Vừa rồi mình nhắc tôi một xong, nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả.